Chị. Hả? Chị nhớ lời em dặn nha, có chuyện gì là phải gọi điện cho em liền đó. Rồi, chị nhớ rồi. Có gì chị sẽ điện cho em. Dạ dì ơi. Dì cho con hỏi nhà chị Tuyển đâu vậy dì? Ủa, khu này không có ai tên Tuyển hết đó chú. Dạ, cảm ơn dì. Dạ. Chị. Chị nhớ rồi mà. Chị. Thu. Thu ơi. Thu. Thu ơi. Bắt người ta. Bắt người ta cứu người. Bắt người ta. Thu ơi. Thu ơi. Thu ơi. Thu ơi. Bây giờ chức định hắn sẽ đề phòng, mọi việc sẽ khó khăn. Con cũng khá lắm. Cũng may là ba không bị làm sao. Là do ông ép tôi thôi. Tôi đã nói từ từ đã ông già kia chết rồi mà. Ok, coi như là ba tha lỗi cho con. Ba đã dọn đi chỗ khác. Khi nào con giết xong ông già đó thì cha con mình gặp lại nhau. Ba không muốn là bị con tiễn đi quá sớm. Con trai, con không còn con đường nào đâu. Một là con hợp tác với ba để chia đôi tài sản, còn không thì vô tù mà lãnh án tử hình vì tội giết người đi. Con chọn đi. Sao rồi? Sự im lặng về con trai. Chọn đi chứ. Tôi sẽ hợp tác với ông. Được. Để đánh dấu sự hợp tác lần này, ba đã giúp con tiễn đi một chướng ngại vật rồi. Ông lại giết ai nữa? Ba mẹ ruột mà con căm ghét đó. Ba định hôm nay tới tố cáo con với ông Phát. Ba đã nghĩ cho con và cũng không muốn con bị trời đánh, cho nên ba đã ra tay thay con. Ai cho phép ông làm như vậy? Không phải là con hận ba lắm hay sao? Ba chỉ giúp con thôi. Ba mà không chết thì con sẽ mất tất cả. Đừng có mà làm chuyện dại dột. Con hiểu chứ? Em ơi. Dạ. Em ơi, em có thấy người ở trong nhà không? Mới lúc nãy nè, có một người phụ nữ bị đâm nặng lắm. Vừa mới đưa đi cấp cứu đó anh. Hình như là chủ nhà này đó. Cảm ơn em. Dạ. Bà Thu ơi, bà đừng có xảy ra chuyện gì nghe bà Thu. Bà muốn đánh bà muốn chửi tôi không được. Đừng có chết mà bà Thu. Bà đừng có chuyện gì cho bà Thu. Bà Thu ơi, đừng bỏ tôi mà bà Thu. Tôi giảng sinh bà đó. Bà Thu ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bà Thu sao rồi bác sĩ? Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy không thể vượt qua. Bên trong đang làm vệ sinh, từ nhà không được bà vào ơi. Anh bình tĩnh lại đi. Bà Thu đừng bỏ tôi mà. Bà Thu ơi. Bà Thu. Vậy đi bà Thu ơi. Chị em ơi. Chị xin lỗi em.
Chị đã làm liên lụy đến em rồi Thu ơi. Chị hại em rồi Thu ơi. Nè, dì mới mua cái mùng với cái mền mới nè, dì cho con đó. Khi nào lạnh thì con đắp nha. Con... Thôi, mẹ con chị không có nhận đâu. Chị không nhận là em giận chị luôn đó. Coi như em cảm ơn chị đã giúp em, chị nhận đi. Cảm ơn em nha. Ừ. Cảm ơn dì đi con. Dạ, cảm ơn dì Thu. Tôi ơi, tôi không đánh bà nữa đâu. Bà Thu ơi. Bà Thu. Để chuyện tôi nhỏ em. Cái tôi với bà lên núi ở. Chỗ đó đâu có ai biết bà đâu. Không ai biết tụi mình hết. Mình sống tới già luôn, được không? Bà chịu đi mà. Bà không chịu hứa đúng không? Bà không chịu cưới tôi đúng không? Tôi đi đánh bài tiếp. Nè nè nè. Ông điên hả? Ở đây biết bao nhiêu chỗ không ở. Lên núi ở với khỉ hay chị? Vậy bà chịu cưới tôi rồi đúng không? Chấp nhận. Chấp nhận cái con khỉ này. Bây giờ ông thách thức tôi đúng không? Tôi cho ông một trận. Ê bậy. Tôi cho ông một trận. Nè nè, giữ đường giữ sát. Đừng đừng đừng. Đứng yên đó. Đừng đừng rồi. Tôi không chơi trò bạo lực nha. Tôi không chơi trò bạo lực nha.